Hello mọi người, hôm nay Ri sẽ làm một video là vẽ lại nhân vật trong phim Phineas and Ferb. Thì cái phim hoạt hình này là chắc mọi người cũng hay coi rồi. Thì nhưng mà mình thấy ít người vẽ lắm, cho nên mình sẽ vẽ. Đây là nhân vật chị của Phineas and Ferb là Kanade. Mình cũng không nhớ rõ tên nữa, mình sẽ để cho các bạn coi nhé. Thì mình đã vẽ sẵn một cái bản của chị đó rồi. Và mình đã sketch trên cái tờ giấy A4, giấy cứng, cái giấy mà mình cho các bạn coi với rẻ tiền á. Thì mình sketch trên đấy thôi, để mình lên ý tưởng rồi sau đó mình sketch ngược lại trên cái tờ giấy màu chứ. Những cái tờ giấy tô màu chứ mình không có cái bảng sáng để có thể sketch hẳn lên một tờ giấy cái màu to luôn á. Rồi, thì chắc là mình không có tiền mua bảng sáng, mình sẽ tự chế một cái xem sao. Ok, thì bây giờ mình sẽ vẽ luôn. Thì mình vẽ cái chị Candace này, mình không biết mình đọc đúng không nha. Mình vẽ theo cái hướng là đang chỉ tay, kiểu nổi giận với mấy đứa em khi mà lật tẩy được, bắt quả tang được các cái sáng tạo. Lúc mà Phineas and Ferb đang làm mấy cái thí nghiệm, làm ra các cỗ máy vĩ đại chứ. Đấy. Nhưng mà mình vẽ ngón tay nó hơi cong lại, cho nên là nó không có giống như là đang chỉ tay á mọi người. Và cái đầu tóc á, thì lúc đầu là mình thấy cái đầu tóc nó hơi kỳ kỳ á, nhưng mà lúc sau thì mình thấy nó cũng được. Tại vì mình thấy cái đầu tóc, cái hình góc á là nó có cái đầu nhọn á, cho nên là mình không biết cái nào để vẽ ra được đó, cho nên là mình mới làm như vậy. Mình vẽ ra cái đầu nó phồng phồng nhọn nhọn ở trên đó mấy bạn. Thì trong cái video khư bưu phẩm lần trước á, cũng có một bạn bảo với mình là mình nên ghi âm để cho video có cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Thì mình nghĩ là tại sao mình không ghi âm nhỉ? Tại sao mình phải cứ tu nhanh á? Tại vì cái việc mình tu nhanh không phải là vì để cho cái video nó có cái giọng dễ thương đâu. Mình không có quan trọng cái đấy, nhưng mà tại vì video ấy, thì video nào mình cũng phải tua, có cái tua ít, có cái tua nhiều. Những cái không quan trọng hoặc là những cái lâu thì mình sẽ tua nhanh, còn những cái như sketch á thì mình tua từ từ xíu thôi đấy. Mà mỗi lần mình quay á thì nó sẽ có cái quạt ngồi bên cạnh, chứ không thôi là mình sẽ không quay nổi, chỉ trừ khi có điều hòa thôi. Nhưng mà không thể nào lần nào quay video mình mở điều hòa cũng được, tại chỉ có buổi trưa buổi tối thì mình mới mở điều hòa thôi, chứ tốn điện lắm mấy bạn. Đấy, cho nên là mình phải mở quạt và cái quạt nó cứ phù. Cho nên là lần nào mình ngồi mình edit mình cũng nhát vãi ra. Cho nên là mỗi lần mình edit mình hay để cái dòng chữ ồn quá ra âm thanh. Sorry các bạn, mình cảm thấy là video nào cũng vậy hết, chất lượng âm thanh nó không có tốt. Cho nên là mình đã biết cái cách là mình dạy làm tắt hết âm thanh của video, rồi sau đó là mình sẽ ghi âm cho các bạn để các bạn nghe rõ hơn. Ok. Thì trong cái bức tranh lần này mình sẽ sử dụng giấy Happy 300GSM và hai cây cọ Kiss Smiling thân đen và thân xanh số 10 và 11, và thêm hai cây cọ chung nhỏ và một cây cọ vàng nhà sách, và thêm một cây cọ chung to nữa mình mua ở nhà sách. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ. Và trong cái có thể mình sử dụng màu son nét và màu quay nai. Ok. Yourself and realign yourself with the world, baby.
Ok, các bạn có thể thấy mình đang túc tóc nè. Thì hồi nãy giờ mình ngồi mình làm á, chứ mình không có ghi âm lại. Tại vì cái bài này nó hay á mọi người. Cái bài Breathe Slow này nè, nó hay. Cho nên là mình cho các bạn nghe. Rồi bây giờ nó sắp hết rồi, cho nên sắp hết bài rồi đó, mình sẽ chuẩn bị đổ bài khác. Thì mình ngồi mình nói cho các bạn sương sương á là cái phần tóc này mình tô á, mình đắp rất là nhiều lớp luôn á, và mình kiểu cảm thấy mình tô xong mình cảm thấy wow, cái tóc này đẹp phải. Nhưng mà kiểu là cái phần mà mình tút á, mình cứ tút rồi mình trộn cả màu hồng nè, màu đỏ, rồi màu dạ, màu cam, màu vàng, mà mình trộn xong mình thấy nó đẹp đúng là. Không biết các bạn có thấy đẹp không, chứ mình thấy nó đẹp á. Nhưng mà nhìn lại nó cũng hơi loan lộ một tí. À, lát nữa tới cái phần cuối viết á, là mình sẽ tô cái phần nền background á, mình sẽ tô theo kiểu khác đẹp. Như các bạn thấy thì mình đang dán hai cái miếng băng keo này đúng không? Các bạn nghĩ là mình sẽ tô nền đúng không? Không phải đâu nha, mình không tô nền theo kiểu basic vậy nữa đâu. Tôi dậy phèn lắm. Mình sẽ tô theo kiểu khác. Mình dán hai miếng này dễ để là cái tác dụng của nó là chỉ dùng để giữ tranh lại thôi. Đây mình tô cái váy này thì mình cũng tô y chang như cái cách tô tóc á, mình trộn mấy cái màu lại với nhau. Cho nên là nó sẽ không có nổi á. Bởi vậy lúc đầu mình suy nghĩ vậy rồi, cho nên là mình đã tút cái da nó có cái màu tông lạnh đó mọi người. Bằng cách đó là mình đổ bóng bằng màu xanh, màu tím. Vậy thì cái da nó sẽ có cái kiểu mặt lạnh lùng các thứ. Các bạn có thấy vậy không? Thấy nó giống y chang như là bánh bình minh vậy. Cái con bé này thì do là cái tác giả đã vẽ ra cái hình đầu tiên á, mình thấy nó hơi kiểu bị nổi á, và mình vẽ thêm thì nó nổi hơn. Được có cái quả đầu nhọn. Ok, các bạn coi tiếp đi nha, mình sẽ đổi nhạc. Thì là mình đổi nhạc rồi, nhưng mà cái nhạc này nó cũng không có gì đáng để nghe, nó giống như cái nhạc nền thôi á, cho nên là mình sẽ nói tiếp. Thì hồi nãy mình tô cái mỏ của cái con Kandak này, nó hơi kiểu to và dày, kiểu cái môi XXL đó vậy, cho nên là mình đã nhanh chóng body và quẹt thêm một lớp đậm hơn. À đây, cho các bạn coi cái khúc mà mình tô cái nếp áo ở dưới á, là mình tô cái lớp ở dưới á theo cái nếp áo luôn á, thì nó sẽ đậm hơn, còn ở trên thì nó sẽ nhạt hơn. Và mình lấy tô lem á, mình lấy cái cọ mình quẹt quẹt và mình thấm nước, vậy là xong. Đó, bây giờ là mình đang đổ bóng cái váy màu trắng. Thì cái váy màu trắng thì các bạn nên đổ bóng bằng màu đen pha loãng ra nhé. Thì nó sẽ ra cái phần mà thì nó sẽ ra cái màu đổ bóng á, nó y chang luôn. Rồi bây giờ mình zoom cận cảnh vô cái mặt để mình tô con mắt. Thì mình tô con mắt là các bạn biết mình tô cái mắt không được rồi đúng không? Thì bây giờ mình đang cố gắng để tô cái mắt cho nó đẹp nè. Thì cái tranh này là cái tranh mình làm kiểu nó vất vả. Và tại vì mình thường là edit là mình ngồi mình chỉnh tiếng các thứ thôi, nhưng mà bây giờ mình phải ngồi ghi âm luôn. Nhưng mà mình thấy được cái chất lượng của nó tốt hơn, cho nên mình không có tốn nhiều thời gian lắm, tại bây giờ vẫn đang ở nhà mà. Rồi bây giờ mình đang tút lại cái môi thăm. Thấy nó đùa thôi chứ, vì mình thấy mình vẽ cái môi nó hơi to hơn so với tỷ lệ khuôn mặt á. Ok, tới với cái phần background rồi đây. Mình sử dụng màu Gold Mary nha. Xin nữa mình sẽ cho các bạn coi. Thì cái màu này mình thấy là rất là tốt để vẽ cái background nền luôn á. Bạn nào thích vẽ thì sử dụng nhé. Còn không thì có thể sử dụng các cái màu gọi là màu gì ta, màu pastel á đó. Tuy nhiên thì sử dụng màu gold á, mình khó để line lại mấy cái nét khi mà bị làm vậy lắm. Khó để tô lại những cái nét khi mà màu gold tô cha lên á. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bút line để li lại đúng không?
mật đi nó không có lên mật các bạn, nó còn làm cho cái bút lai của mình nó bị nghẹt nữa. Thế nên là phải đi nhiều lần hoặc là sử dụng màu đen để đi lại. Và sau khi các bạn tô thêm cái phần background bằng màu gót ấy, thì các bạn không thể tô phần màu nước chêm lên cái phần đó được. Tô màu nước lên là nó bị loang ra hết luôn á. Thì các bạn có thấy cái màu mình đang tô ở background thứ hai này không? Các bạn nhìn có vẻ là giống như là màu đào đúng không? Nhưng mà thật ra nó là màu cam. Màu cam mình trộn với lại màu trắng. Mình định là sẽ làm một cái series vẽ lá bài giống như là của trên TikTok vậy đó. Mình định làm mất mọi người nhưng mà biết sao không? Vẫn chưa mua được lá bài. Nhưng mình nói cho mấy video chưa mua được lá bài. Với lại là màu gót thì nó hết màu trắng. Nói chung là hết hết tất cả cái thứ mà gần trên đời mọi người, cái thứ mà cần thiết để vẽ không có luôn. Mình chỉ có bộ bài Pokemon rất là phèn, còn là phải và còn là bộ phát nữa. Mình rảnh ghê á. Thì không biết là tại vì đó là bộ phát cho nên giá rất là rẻ. Hôm nào mình thử lấy mình vẽ thử cho các bạn coi. Thì hôm bữa mình thử vẽ, mình không có quay nha mọi người. Cái mà mình thử vẽ là hoàn không quay. Mình thử vẽ trên một cái tờ giấy, giấy mình hay dùng để sketch á, giấy mỏng mỏng đó. Thì mình thử chim chêm vô thì mình thấy cái chất lượng ra nó rất là đẹp. Và mình lấy, nhà mình có cái bình xịt sơn mà mọi người, cái thứ mà không cần thiết thì mình có, nhưng mà mấy cái thứ cần thiết thì mình không có. Rồi thì các bạn có nhận ra cái con nào ở đây không? Đó là con thú mộ Việt Paris trong cái series phim này. Thì cái phim này là có cái con Paris, là nó là một con điệp viên bí ẩn trong cái tổ chức nào đó, và của cái và nó hay ngăn chặn các cái nghiên cứu của ông tiến sĩ á. Thì mình cũng không nhớ cái phim đó, là mình lâu rồi. Chắc là mình đi, bây giờ mình đi tải hình về xong mình gửi cho các bạn coi nhé. Ok mấy bạn, thì mình đã cho các bạn coi rồi. Và bạn thấy không, background thứ tư này là mình vẽ hai cái chữ F, nghĩa là finished and first. Đấy, và lúc sau thì mình còn có vẽ thêm cái dấu and nữa, cái hiệu and đó. Còn cái background thứ bốn này là chỉ là cái dấu X thôi. Cái dấu X giống như là kiểu cái ông doctor, cái ông tiến sĩ đó, ông muốn tiêu diệt hai đứa nhỏ, tiêu diệt cái con Perry này á. Chỉ vậy thôi, với lại là nó tượng trưng cho cái việc là cô chị cái gì mình không nhớ tên, rồi muốn bắt quả tang cho các cái phát minh của mấy thằng em trai của mình đó. Nhưng mà dù vậy thì cô chị vẫn rất là yêu quý và ngưỡng mộ các cái công trình, các cái ý tưởng và các cái việc mà mấy em trai làm ra, tại vì nó rất là vĩ đại. Ok, bây giờ mình đang bóc băng keo ra, mình đã làm xong rồi đây. Mình bóc băng keo ra thì mình thấy cái background cái này mình làm đẹp ghê, thật là sáng tạo. Đây các bạn có thấy cái chữ finish and first là hai chữ F không? Mình làm á, trời ơi, mình viền lại bằng cỏ mấy bạn, trời ơi, nó xấu. Còn cái súng ở trên lúc đầu mình định làm ra một cái súng sóng âm, mình định vẽ cái súng sóng âm á, nhưng mà giống như cái súng nước không. Còn con Perry Dirt ấy, thì nó còn lại không giống. Ok, đã xong video rồi, mình đã ký tên. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Thanks and love you. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Thank you.